chào các bạn. Hôm nay mình ra ngoài vườn mình tỉa lá su su cho mẹ mình. Đây này. Để tỉa hết những cái lá này đi để cho cây nó nuôi tránh đi các bạn. Cái này cắt đi mẹ nhé. Những cái chánh mà ngọn nó rụt rụt như này là mình sẽ cắt đi các bạn ạ. Để nuôi những cái ngọn mập mập to to thôi. Cắt hết đi. Cắt hết rồi. Cắt sát mà, cái này cắt nha. Chỉ sợ cắt một phát vào thân đi tông luôn cái cây. Cái cánh nó phải nhìn đến đâu rồi. Này cho cũng cắt đi hết. Bây giờ sẽ đến tiếp theo cây này. Mình cứ cắt theo hàng các bạn ạ. Cây nào mà nó không nghe được trên dàn, nó ngọn nó cứ rụt rụt thế nào. Cắt hết lên tận lát dàn. Không cắt đi lá ra. Dạ. Cái nào mà nó cái ngọn nào mà nó không leo được lên dàn ấy là ngọn nó cứ rụt rụt. Cây này bé bé chắc thôi không phải cắt nữa nhỉ? Cắt qua gốc. Cắt những cái to to là dài.
Gọi này là leo ra như cây đỗ. Ngọn này cắt không nhỉ? Cắt. Đầy ngọn. Ngọn non á. Kệ. Không giữ gốc cắt. Cái cà chua cũng nổ hết luôn. Hết hết.